Vô sinh nam thường là do vấn đề sản xuất tinh trùng hoặc sự di chuyển của tinh trùng qua hệ thống sinh sản nam giới. Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam, bao gồm tình trạng di truyền, chức năng nội tiết tố bất thường và các yếu tố lối sống, bao gồm cả sức khỏe và cân nặng của nam giới. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nghiêm Trung Hưng, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dưới đây là một số cơ chế gây vô sinh ở nam giới mắc béo phì. Chứng ngưng thở lúc ngủ. Ngưng thở khi ngủ, hay còn gọi là SA, là một loại rối loạn giấc ngủ được đặc trưng bởi sự ngưng thở, hoặc các trường hợp thở nông hoặc không thường xuyên trong khi ngủ. Mỗi lần ngưng thở sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy máu. Mặc dù vai trò của nó trong vô sinh nam chưa được làm rõ, nhưng nó thường liên quan đến việc giảm chức năng tuyến yên và giảm nồng độ testosterone vào buổi sáng. SA cũng liên quan đến việc giảm chất lượng cuộc sống tình dục. Sự kết hợp các yếu tố nói trên có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của nam giới. Tác dụng nhiệt lên quá trình sinh tinh, nam giới béo phì sẽ tăng mỡ vùng bìu, từ đó gây tăng nhiệt độ ở tinh hoàn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sinh tinh. Quá trình sinh tinh rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ tối ưu nằm trong khoảng từ 34 đến 35 độ C. Nhiệt độ tăng cao trong bìu do mô mỡ có thể gây hại cho tế bào tinh trùng. Tác động có hại của nhiệt có liên quan đến việc giảm khả năng vận động của tinh trùng, tăng sự phân mảnh DNA của tinh trùng và tăng stress oxy hóa tinh trùng. Tổn thương DNA tinh trùng và stress oxy hóa. Béo phì ở nam giới có liên quan đến việc giảm nồng độ và khả năng vận động của tinh trùng, tăng tổn thương DNA của tinh trùng và thay đổi hormone sinh sản. Một trong những cơ chế bệnh lý tiềm ẩn đằng sau việc giảm hiệu suất sinh sản ở nam giới béo phì là stress oxy hóa tinh trùng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng stress oxy hóa tăng lên khi chỉ số BMI tăng, chủ yếu là do sự gia tăng kích hoạt đại thực bào tinh dịch. Điều này dẫn đến giảm khả năng di chuyển của tinh trùng, tăng tổn thương DNA của tinh trùng, giảm phản ứng acrosome và tỷ lệ cấy phôi thấp hơn sau IVF. Tác động tâm lý của béo phì tới tình dục. Ở nam giới, người ta đã chứng minh rằng béo phì có thể làm giảm sự hài lòng trong tình dục, thiếu hứng thú tình dục, thiếu ham muốn tình dục, khó thực hiện tình dục, tránh quan hệ tình dục và gây ra rối loạn cương dương. Những người thừa cân có thể coi mình là người không phù hợp về mặt tình dục, kém hấp dẫn và không được mong muốn, khiến họ tránh xa các mối quan hệ tình dục tiềm năng hoặc thực tế. Béo phì cũng có thể liên quan đến tình dục theo cách ngược lại. Nếu một cá nhân gặp vấn đề về tình dục hoặc là nạn nhân của lạm dụng tình dục, anh ta có thể chuyển sang ăn quá nhiều như một biện pháp để giải quyết trải nghiệm khó chịu của mình. Mối quan hệ giữa béo phì và trầm cảm là tương hỗ. Những người thừa cân cũng thường xuyên bị kỳ thị và phân biệt đối xử vì trọng lượng cơ thể của họ, dẫn đến hình ảnh tiêu cực về cơ thể. Từ đó họ có nhận thức tiêu cực về bản thân, thiếu tự tin, trầm cảm và rối loạn lo âu. Bên cạnh đó, còn rất nhiều cơ chế gây vô sinh khác ở nam giới béo phì. Do đó, giảm cân là cách hiệu quả để cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng.